Ngọc ơi. Đồ này bơi hăng hơn mà. Đồ này nó bơi nhiều đứa bơi tốt hơn mà. Trang ơi, Trang sao phải kia đi Trang. Sau nó đi hơn, bước sau nó nhanh hơn. Nó nhưng mà làn nó đưa tiền, làn tốt nhất là làn giữa. Chị Dương ơi, chị Dương, em xếp hạt giống đứa nào cũng đúng như dự định luôn đấy. Có nghĩa là như thế nào mà thi thử nó tốt rồi là ưu tiên đấy. Em ưu tiên cánh đỏ này đỏ giữa đây. Long quay vòng 3 nhá. Bạn Bách quay vòng 3. Qua cố lên, đuổi đi bơi. Ôi bạn Nhân khá quá nhỉ. Nhân quay vòng 3 nhá. Nhân đang đứng thứ 3 đấy. Nhóm này nó hăng hơn, nhóm này nó bơi tốt hơn nhóm kia. Ơi. Tí nữa về thầy xem lại cho khoảng hơn 18 phút về thầy xem thôi. Không được vào chung kết rồi, loại rồi. May ra xem có nhóm này đứa nào tốt vào chung kết được, đó kia chậm lắm. Quay vòng 4 Long ơi, Bách ơi quay luôn, thở gì nữa. Chưa biết được, chọn ngày lành tháng tốt chứ. Ngày lành tháng tốt. Sang ơi, không kịp gọn nữa. Mặt Long Mặt Bách chuẩn bị quay vòng 5 nhá. Long Bách quay vòng 5. Quay vòng 5. Nhân cố lên, Nhân đang đứng thứ 3 đấy Nhân ơi. Nhân quay vòng 5, Nhân đứng thứ 3 đấy. Thôi mấy bạn trẻ con sang bên bẻ hết bẻ kia thầy đi lên. Đi sang hết bẻ bé đi lên. Sang bẻ bé đi. Sắp xong rồi, chờ các bạn độ 10 phút nữa là sang chơi. Long ơi cứ bình tĩnh bơi Long nhá. Long là còn chưa đạt cơn mà vẫn thi đấy.
Mọi người làm cái bơi chậm thôi nhá, đạt là thành công lắm rồi là Long ạ. À. Long quay vòng 5, Long quay vòng 5. Bạn mới học mà các bạn này đều mới các bạn kia học cũ rồi. Long quay vòng 7. Bách quay vòng 7. Vương vòng 5 à? Vương vòng 5 nhá. Tự con tự đi lấy đi. Không nhìn thấy bạn nhỉ. Nhân ơi, bò đuổi thôi. Hôm qua thắng được Long sướng, nay nó là dấu bài rồi. Thằng Long nay nó dấu bài rồi. Minh với cả Nhân quay vòng 7 nhá. Đội này nó nhanh hơn, bọn này nó hăng hơn, bọn này nó máu lắm. Sang quay vòng 7, Sang đuổi đi. Tránh cầu thang Đạt ơi, tránh cầu thang Đạt ơi. Đạt quay vòng 7 à? Chắc thì chắc cũng tầm tầm cuối 17. Để xem lại. Cuối 17 gần 18. Hơn mọi thi đấy, hơn. Cơ bản là thi lúc thi là có đối thủ là nó còn phân đấu được. Kia là cứ mình này. Rồi tôi mai thầy nhặt trang rồi thi chung kết với mấy em kia giỏi hơn. Sao đây là Bách hơn Long cơ. Bách Long vòng 9 nhá. Linh vòng 7 nhá. Các mẹ đếm hỏi em bây giờ tầm tầm giờ là hay nhầm lẫn lắm. Này có vẻ bơi o hơn mọi khi à? Nó có phân đấu hơn. Thủy á? Thủy không? Sao ngoài cùng? Thủy... Nhân cố lên nhá! Các bạn chỉ cần bơi hoàn thành là được nhá, không quá 25 phút là được nhá. Cho thêm 5 cái này.
nhá. Okay.
ở đây là 16, về kia mới là 17.